Xin chào các bạn, tôi Lương Chuyên đây, rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ quá trình về thi công từ đường của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay chúng tôi đang có mặt tại khu vực Chí Linh, Hải Dương để chia sẻ các bạn một công trình từ đường 3 gian bằng bê tông sơn giả gỗ được công ty chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và công trình thì đang vào giai đoạn đó là sơn hoàn thiện cho công trình. Và còn một số hạng mục như là lắp nội thất và đèn điện trong nhà. Thì trước khi mà công trình hoàn thiện xong, tôi muốn giới thiệu qua các bạn một chút khi công trình chưa hoàn thiện để bạn có thể hình dung và tham khảo về một cái mẫu từ đường. Ở đây là cái mẫu từ đường 3 gian rất là rộng và khả năng sẽ phù hợp với rất là nhiều người có một cái mảnh đất rất là rộng giống như công trình của bác ở đây. Thì các bạn có thể nhìn tổng thể trên flycam thì khổ đất này khoảng hơn 2.000m2. Ưu điểm là gì ạ? Có sẵn công trình nhà ở phía trước, thì chúng tôi bố trí công trình từ đường ở khoảng đất rộng với diện tích mặt bằng nó rơi khoảng hơn 100m2 và nằm ở đối diện cái khu vực ao đang được gia đình quy hoạch rất là đẹp như thế này. Có một cái công trình nhà ngang phụ nữa để xe ô tô và để là nhà ăn đó. Và các bạn có thể thấy đây là đầy đủ các cái tiện ích từ ao thả cá rồi đến trồng rau và không gian sân vườn. Công trình này xong thì chúng tôi sẽ quay lại để chia sẻ các bạn khi công trình hoàn thiện, tôi tin chắc rằng là rất là đẹp và tổng thể. Và diện tích thì tôi muốn chia sẻ các bạn, tại vì công trình này khá đặc biệt là to hơn so với những cái công trình mà chúng tôi hay chia sẻ các bạn. Với cái chiều ngang của công trình từ đường phủ bì, nó rơi vào 11m13, chiều sâu nó rơi vào là 10m03. Chiều sâu này là 10m03 là tính từ mép tường ở đằng sau đến mép chân cột đèn. Rồi xin mời các bạn cùng tiến vào bên trong để tham khảo kỹ hơn. Ở đây thì chúng tôi đang tiến hành công tác, đó là dưới đây là xây tường móng và bờ thành toàn bộ là đặc, sau đó trên này đổ một cái lớp rằng có cốt thép để sau này bác sẽ đặt bức chấn phong bằng đá, toàn bộ sẽ bằng đá ở đây và lan can cũng bằng đá đó. Lên phần này phải làm rất là chắc chắn để có thể chịu lực được tải trọng đá đè lên. Rồi, xin mời các bạn vào bên trong nhé. Tôi nói lại các bạn nhé, chiều ngang công trình này ấy, là nếu mà phủ bì đằng sau là 11m13, còn phủ bì đằng trước là 11m68. Đằng trước tại sao ạ? Từ mép cột đèn này đến mép cột đèn kia 11m68. Một công trình rất là rộng. Thông thường ấy, đối với công trình mà chúng tôi hay làm nó rơi vào 8m, hơn 8m, 8m rưỡi và hơn 9m. Nhưng đối với công trình này là hơn 11m. Đó, và nếu các bạn mà có điều kiện đất rộng thì chúng ta làm công trình từ đường to thì cũng rất là đẹp và bề thế, và nó phù hợp với tổng thể không gian chung của công trình đó. Và gian giữa thì tôi chia sẻ các bạn có kích thước là 3m71 các bạn nhé, 3m71 đó, là từ tim cột đến tim cột. Nhưng thông thường các công trình khác thì rơi khoảng tầm 2m8, 3m, nhưng công trình là 3m71. Còn gian hai bên từ tim cột đến tim cột là 3m49 đó. Thì các bạn thấy là rất là tương xứng đúng không ạ? Và vì công trình có diện tích rộng như này thì từ cốt sân đến cốt 00 thì chúng tôi thiết kế cho gia chủ là 5 bậc để tôn lên cái chiều cao của công trình, và toàn bộ sử dụng là đá xanh thanh hóa. Cột đèn ở đây thì cũng được sử dụng bằng cột đèn đá xanh thanh hóa. Và các bạn có thể để ý là chúng ta có thể là khắc chữ ở hai mặt. Như công trình này thì là mặt trước và mặt bên hông, và làm hoa văn ở mặt còn lại. Đấy, còn cái khu vực kết nối giữa cột đèn bằng đá và cái khu vực cột hiên thì thường ấy là nếu chúng ta tiết kiệm thì chúng ta có thể là xây một bức tường ra đó, sau đó chúng ta cũng lập mái ngói vẩy và làm tranh sơn màu. Còn đâu nếu mà chúng ta có điều kiện hơn giống như công trình của bác Thực ở đây thì chúng ta có thể làm một cái liên kết bằng bức tranh bằng đá như thế này đó, cũng thể hiện những cái tranh phong cảnh thiên nhiên đó, nó sẽ bề thế và nó nguy nga hơn rất là nhiều. Rồi, thế thì công trình này có diện tích rộng như vậy thì chiều cao của công trình là bao nhiêu, thì tôi cũng muốn chia sẻ để các bạn thể tham khảo cái chiều cao. Và các bạn nhìn trên flycam thì từ chiều ngang đến chiều rộng đến chiều cao rất là cân xứng đúng không ạ? Chiều cao nó rơi vào 7m92 các bạn nhé, 7m92 đó là từ cốt khu vực cốt sân lên đến đỉnh mái là 7m92 đó, để bạn tham khảo. Và công trình này thì sẽ có tổng cộng là ba hàng cột bằng kết cấu bê tông sơn giả gỗ. Mỗi hàng sẽ là 4 cột
43 12 cột và thêm 4 gì ạ? 4 hàng cột thiên là bằng chất liệu gì ạ? Bằng đá. Đây là đá nguyên khối, đá xanh Thanh Hóa và 4 mặt đều đục chạm tùng cúc trúc mai các bạn nhé. Đó. Về phần hiên thì kích thước như thế nào? Thì bạn này tham khảo ở đây. Phần hiên này thì bạn thấy là do công trình kích thước rộng nên chúng tôi cũng sẽ làm rộng hơn so với những công trình khác. Rồi. Khu vực gì ạ? Từ tim cột đèn đến phần tim cột hiên nó rơi 1m735. Đó, tim cột đèn đến tim cột hiên 1m735. Tim cột hiên đến tim cột cửa là 1m55. 1m55 các bạn nhé. Rồi, từ tim cột cửa này đến khu vực tim cột thờ rơi vào 4m54 và tim cột thờ đến tim cột trong cùng là 1m55. Thì bạn để thấy là nó khác biệt so với những công trình khác. Ở công trình này là toàn bộ cái khu vực diện nền thì sử dụng lát bằng diện đá. À, các bạn thể đấy là những cái đá hoa văn. Ở đây có rất là nhiều kiểu hoa văn các bạn nhé. Có thể là có những cái kiểu hoa văn đồng tiền cổ và được lát so le như thế này. Thì nhìn công trình sẽ sang bắt mắt hơn so với kiểu dạng gạch đỏ truyền thống. Và cũng rất là phù hợp với công trình truyền thống về từ đường. Rồi về phần dạ, phần nói thêm các bạn về phía bên ngoài một chút về phần mái của công trình. Thì công trình mà có cái chiều rộng và diện tích lớn như thế này thì chúng tôi phải cân đối rất là nhiều về cái phần mái để làm sao mà cái độ dốc mái nó vừa thoải và nó hợp lý. Thì bạn thể thấy là phần mái có độ dốc rất là hợp lý, vừa phải. Từ chiều cao cột đèn rồi đến chiều cao của đỉnh mái rồi đến độ dốc mái rất là hợp lý. Đặc biệt thêm là cái phần mái này thì chúng tôi phải có thợ chuyên về mái nên bạn thấy là một cái mái rộng như này nhưng mà khi mà chúng ta nhìn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thì ngói không hề bị xô mà rất là phẳng phiu. Đó, thì đây là cái phần quan trọng nhất của một công trình từ đường. Hệ mái này thì chúng tôi sử dụng là ba lớp ngói chiếu chữ thọ, lớp vữa bata và lớp ngói ngói vẩy. Và các bạn để thấy là những cái hoa văn về đôi kìm hoặc cuốn thư cũng rất là đặc biệt khi chúng tôi có những cái hoa văn họa tiết khác so với những công trình từ đường. Và tất nhiên các bạn sẽ thắc mắc là các bạn lên thuê nhân công tự làm ở địa phương so với cái sản phẩm thuê công ty chúng tôi làm trọn gói thì sao? Thì chia sẻ các bạn là các bạn cứ nhìn đường nét về mặt hình khối hoặc là những cái đường nét chi tiết bạn sẽ thấy khác hoàn toàn so với những cái công trình mà từ đường mà ở nhân công địa phương bạn đang làm. Thì chúng tôi là tập hợp được những đội ngũ từ thiết kế, thi công, quản lý là chuyên về dạng từ đường. Và chúng tôi làm rất là nhiều công trình từ Bắc tới Nam mà các bạn đã xem trên kênh YouTube chúng tôi rồi. Rất đa dạng. Đó, thì chúng tôi sẽ đưa những cái cải tiến và những cái khác biệt để các bạn có một công trình từ đường đẹp và bắt mắt các bạn nhé. Lý do là gì ạ? Tại sao các bạn lên thuê những đơn vị chọn gói? Tại vì họ sẽ quản lý đồng bộ cho các bạn để các bạn có một cái sản phẩm tốt nhất. Và một công trình từ đường này thì gồm rất là nhiều các cái đội thợ khác nhau, từ đội thợ gì ạ? Phần thô rồi đến đội thợ hoa văn, đội thợ lập mái, đội thợ gì ạ? Về phần sơn, đội thợ về đá. Thì tất cả là chúng ta phải lắp ráp vào nhau để làm sao có một công trình đẹp và đúng theo bản vẽ thiết kế. Thì chúng tôi tập hợp được những đội thợ chuyên nghiệp để làm sao các bạn có một công trình không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn chất lượng sau khi bàn giao hoàn thiện công trình. Rồi về phần cửa ấy, thì các bạn sẽ thấy đối với cái diện tích rộng như thế này thì khác biệt so với những công trình khác là gì ạ? Là chúng tôi không làm hết cửa ra. Như các bạn nhìn thấy công trình khác thì cái phần khuôn ấy nó sẽ sát với cái khu vực cột này. Đối với công trình này rộng thì chúng tôi là không chia như vậy. Như vậy thì cánh nó sẽ bị rộng quá. Vẫn là cửa bức màng, vẫn là gỗ lim lam phi. Và đây là gì ạ? Được đục chạm là một mặt thôi các bạn nhé. Có thể bạn đục chạm hai mặt hoặc đục chạm một mặt. Như đây một mặt, mặt trong là mặt trơn. Đó thì tùy sở thích của các bạn. Và chúng tôi chia nó vừa phải thôi, không đủ, không quá là to. Mà chúng tôi sẽ làm thêm một cái vách bằng gỗ ở đây. Đấy, khắc CNC. Đó. Thì nó vừa mang tính chất là bổ trợ và vừa cái cửa nó đỡ bị cánh nó to quá, nó khó mở trong cái việc là chúng ta sử dụng các bạn nhé. Bậu vẫn là gỗ lim lam phi nhưng mà khác biệt so với khác, các bạn nhìn thấy bậu này, bậu vuông này. Và gờ bên trong cũng như là có hoa văn mặt đằng trước thì nó sẽ đặc sắc hơn so với cái kiểu mà các cái bậu trơn giống như các bạn đang xem ở những công trình khác. Phần ngưỡng thì cũng toàn bộ bằng đá nguyên khối, đá xanh Thanh Hóa có những cái hoa văn cũng rất là bắt mắt. Rồi. Thêm một cái phần nữa đó là cái phần trang trí. Thì cái chiều cao công trình này cũng khá là lớn. Nên bạn thấy là gì ạ? Chúng tôi làm cái khuôn cửa nó bên dưới cái khu vực xà bằng bê tông. Sau đó lại thêm một cái gì ạ? Cái phần bức màng CNC bằng gỗ này để nó đồng bộ ba mặt xung quanh. Đúng không ạ? Và bên trên thì với là các cái ô song kết hợp với những cái bức hoa văn họa tiết. Ở trên cùng thì là ba ô song. Thì mỗi nhà sẽ có một cái kiểu trang trí. Thì các bạn quan sát kỹ thì mỗi nhà nó sẽ có cái sự khác biệt.
vẫn chung là với kiểu truyền thống từ đường, nhưng mà khác biệt ở những chi tiết thì các bạn tham khảo thật kỹ để chúng ta xem là chúng ta thích cái chi tiết hoa văn họa tiết nào để chúng ta đưa vào công trình của chúng ta nhé. Và chúng tôi có rất là nhiều các cái mẫu nhà rồi, thì bạn chịu khó bạn xem những cái chia sẻ của chúng tôi ở trên kênh để chúng ta có những cái ý tưởng trong công trình của mình. Về còn phần trang trí ở khu vực hiên thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có nhiều kiểu trang trí. Chúng ta có thể làm kẻ hiên, chúng ta có thể làm chồng giường hoặc là kết hợp cả hai. Đối với công trình này thì gia chủ chúng tôi tư vấn là làm theo kiểu chồng giường. Đấy, vì nhìn nó sẽ rậm rạp và nó sẽ đẹp hơn, đặc biệt có cái khoảng hiên nó khá lớn như thế này. Thì toàn bộ 4 cái khoang cột đều làm theo kiểu chi tiết là chồng giường các bạn nhé. Với những cái hoa văn rất là kinh bong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phía bên trong của công trình. Đó, thì các bạn thấy là một công trình nếu mà tính phủ bì là hơn 100m2 kể cả hiên, bên trong lòng rất là rộng đúng không ạ? Thì giờ chúng ta có điều kiện cho làm như thế này thì chúng ta sẽ được cái gian thờ bề thế hơn, chúng ta sẽ được cái khu vực kê sập, kê trường kỷ hoặc là chúng ta bày lễ. Đó, sẽ rất là rộng rãi. Đó, và tất nhiên nó tùy vào điều kiện kinh tế tài chính, nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện kinh tế tài chính, chúng ta có đất thì chúng ta lên làm khoảng tầm trên 100m2, tôi nghĩ là rất là hợp lý. Và trong lòng này thì bạn thấy là toàn bộ này lát bằng đá. Thì hôm trước tôi chia sẻ rồi, có gia đình thì thích là lát gạch này theo kiểu hiện đại, có gia đình thích lát đá, đây là đá, đá xanh Thanh Hóa hoa văn các bạn nhé, đá hoặc là diện lát gạch đỏ là theo kiểu đúng tính chất ngày xưa đó. Và có gia đình ấy thì lại thích lát theo kiểu bằng gỗ, lát gỗ đấy, thì tùy mỗi công trình lại một sở thích khác nhau. Rồi về phần sơn giả gỗ thì chúng tôi đang hoàn thiện thôi, nhưng bạn có thể thấy ở đây thì trước khi mà chúng tôi sơn đồng bộ, tôi bao giờ cũng sơn thử nghiệm xem là cái hoa văn của gia chủ thích như thế nào, từ cái lượng hoa này, rồi độ rộng này của cái vân gỗ này, rồi đến cái màu sắc này để gia chủ quyết định, sau đó chúng tôi với sơn đồng bộ. Đấy, thì bạn nhìn thấy đây cái lớp sơn sẽ còn vẫn còn rậm vá tiếp để cho công trình nó hoàn thiện. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái phần sơn ở cột này, dầm này, rồi các cái vì kèo đó, rất là sâu và đậm các bạn nhé. Các cái đòn tay như thế, có các cái chỉ cũng như phần dui rất là bắt mắt cho công trình. Và bạn thấy là đối với công trình rộng như này thì cái phần hoa văn ấy thì chúng tôi phải chỉnh sửa lại, làm sao nó phải to, nó cân đối và có độ bong kênh đó, và dày dặn để cho công trình nhìn vào nó không bị nó gọi là mảnh quá. Bởi vì công trình có độ rộng như này thì chúng ta phải làm hoa văn nó dày dặn, nó bù lại đó. Thì chúng tôi đang làm những công đoạn sơn tiếp theo, chắc khoảng tầm vài ngày nữa mới xong. Ở cái khu vực thượng lương này thường thì chúng ta sẽ ghi ngày khánh thành, ngày khởi công ấy, và ngày khánh thành đó, hoặc chúng ta có thể ghi thêm ngày cất lắp cũng được đó. Còn khu vực hai bên của hông của thượng lương thì chúng ta để trống, hoặc chúng ta có thể ghi thêm những cái câu đối. Rồi còn cái khu vực bên hông này thì đây thì chúng tôi tư vấn cho gia chủ là gì ạ? Làm theo kiểu măng, đây gọi là những cái măng các bạn nhé. Thường ấy là nhà gỗ thì nó sẽ ốp bằng gỗ, nhưng mà đây chúng tôi sẽ đắp xi măng, làm những cái măng, sau đó sơn giả gỗ như thế này đó. Toàn bộ cái mảng này sẽ được sơn giả gỗ, còn phần này sẽ sơn màu vàng để nổi tông lên. Giữa là vẫn là cửa sổ chữ thọ đó, và có những cái hoa văn xung quanh phào vuông đó. Thì nhìn như này thì nó sẽ bắt mắt hơn so với kiểu mà chúng ta chỉ để cửa sổ chữ thọ và để trống không đó. Tất nhiên thì chi phí nó sẽ tăng thêm, nhưng mà bù lại là chúng ta sẽ đẹp hơn đó. Còn nếu mà các bạn mà treo những cái bức ảnh hoặc là những cái bức tranh thì chúng ta có thể tính đến phương án là chúng ta để trống, tùy mỗi gia đình các bạn nhé. Còn cái phía bên trên các bạn có thể thấy những cái xà ngang, chúng ta hoàn toàn là có thể làm thêm cái hoa văn thường, ví dụ như chúng ta có thể làm thêm một cái cuốn thư đắp bằng xi măng đó, nếu mà chúng ta thích. Còn không thì chúng ta để thoáng thế cho nó đỡ rộng rãi đó. Thì tùy mỗi gia chủ lại có một cái sở thích khác nhau. Rồi về một cái phần lưu ý quan trọng nữa, đó là phần không gian nội thất. Nội thất thì các bạn có thể để ý là chúng tôi đã tính toán hết để làm sao phù hợp với kích thước của bàn thờ rồi. Đấy, như đối với cái gian này, gian giữa khá rộng này thì bàn thờ cái quy mô nó sẽ nhìn vào nó sẽ hầm hố hơn rất là nhiều. Đó. Nếu mà chúng ta thờ họ ấy, thì chúng ta sẽ thờ ba gian. Thường nếu mà chúng ta thờ gia tiên thì chúng ta chỉ thờ gian giữa thôi. Và xu thế bây giờ ấy là chúng ta có điều kiện thì thay vì chúng ta làm một cái bàn thờ gia tiên ở trong nhà ở chúng ta thì chúng ta thể làm một cái nhà thờ gia tiên riêng. Đấy, nếu với gia đình ở nhà có điều kiện các bạn nhé.
Thì đây là một cái trào lưu đang rất là phổ biến, không giống như ngày xưa chỉ có làm nhà thờ họ nhiều đời nữa, đúng không ạ? Mà thờ gia tiên hoặc thờ bố mẹ chúng ta có thể làm một cái nhà thờ riêng rồi. Đó. Và phần chân cột thì các bạn có thể thấy đây, toàn bộ chân cột thì cũng được ốp đá hết. Đó. Thì nhà này là đầu tư khá đồng bộ từ gì ạ? Diện tích, từ vật liệu, từ quang cảnh không gian sân vườn như các bạn nhìn thấy bên ngoài, rất đầu tư rất bài bản đồng bộ. Đó, và khi mà các bạn tìm đến đội ngũ kiến trúc Kisato thì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn, tại vì chúng tôi kinh nghiệm làm rất là nhiều các cái công trình rồi, thì chúng tôi sẽ tư vấn từ những cái thứ nhỏ nhất đến cái không gian tổng thể, làm sao các bạn có một cái phối cảnh, cái kiến trúc đẹp, và đưa những cái top thợ tốt nhất ở từng mảng để giúp cho các bạn có một công trình chất lượng các bạn nhé. Trước khi kết thúc công trình này thì các bạn có thể ngắm qua một chút về nhà ngang, quy mô của nhà ngang. Thì nhà ngang thì chúng tôi làm vuông góc với công trình từ đường. Thì đây là một cái gara ô tô này, sẽ làm hai cửa, một cái khu vực gì ạ? Cửa cuốn để xe máy ô tô, và một cái khu cửa lách để gì ạ? Chúng ta có thể vào cái khu vực đây có thể là khu vực phòng nghỉ cho khách, hoặc là chúng ta có thể tổ chức ăn uống ở trong nhà, và có một cái khu vực vệ sinh khép kín các bạn nhé. Đấy, rất là đơn giản đấy thôi, đổ mái bằng và lợp ngói. Còn về phần bên hông thì cũng giới thiệu cho các bạn một chút nhé. Đó là ở đây ấy, thì cái phần từ cốt 00 xuống cái khu vực cốt sân ấy, toàn bộ cái khu vực chân tường chạy xung quanh thì chúng ta có rất là nhiều kiểu. Một là diện chúng ta ốp gạch thẻ, hai là ốp gạch giả đá, ba là chúng ta ốp đá, bốn là chúng ta sẽ ốp đá dối như này. Đây các bạn thấy đây, đá này là đá nguyên tảng ấy, đá to ấy, thì nó sẽ có cái độ gồ ghề, cái độ 3D nổi hơn so với việc mà chúng ta ốp gạch thẻ giả đá. Đấy, thì tùy sở thích mỗi gia chủ. Nhìn đây thì chúng tôi tư vấn cho gia chủ làm kiểu này. Đó. Còn tường ấy thì bạn có thể thấy tường ở hai phía bên hông thì toàn bộ là diện ốp bằng gạch gạch thẻ đỏ, gạch Hạ Long các bạn nhé, loại 1, khoảng rất là to như này. Đấy, các bạn có thể thấy. Và ốp theo kiểu so le, tạo ra những cái hàng rất là đẹp. Và sau này ấy, chúng ta đỡ phải bận tâm về việc lau chùi sửa chữa, và nó sẽ rất là bền so với việc mà chúng ta sơn. Đấy, tùy vào mỗi cái sở thích của các bạn nhé. Ở giữa hai nhà thì chúng tôi có để lối đi. Đây các bạn thể ra đằng sau quan sát thêm. Lối đi xung quanh nhà. Nhưng mà đất khá là rộng nên chúng tôi để cái khu vực này để chúng ta có thể trồng hoa xung quanh công trình. Đấy, có nhà thì sẽ gì ốp hai bên hông và ốp cả đằng sau. Đó, nhưng mà nhiều nhà thì chỉ cần hai bên hông và đằng sau chúng ta không cần ốp, thì tùy các bạn nhé, thì chi phí nó sẽ tăng thêm nếu các bạn có nhu cầu thêm. Đấy, thì đây là về mặt phía sau công trình. Đấy, xung quanh thì chúng tôi đều để cái lối đi lại hết cho công trình. Bò bờ thành này, dưới này để trồng hoa. Rồi, thì hy vọng là gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ về công trình từ đường khác. Các bạn đừng quên đăng ký kênh hoặc gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi về tận nơi khảo sát cũng như thiết kế thi công cho các bạn một công trình từ đường đẹp bắt mắt giống như công trình của bác Thực ở khu vực Chí Linh Hải Dương này nhé. Xin chào.